Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem khung cảnh của chùa Bửu Sơn. Đây mình đang có mặt ở chùa Bửu Sơn nha các bạn. Thì mình sẽ đi quay vòng vòng cảnh quan của chùa cho các bạn và mọi người xem. Đây cũng hơi nắng nên mình sẽ đem ống kính vô. Là cảnh của chùa Bửu Sơn nha các bạn. Chùa Bửu Sơn nằm tại địa chỉ trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Địa chỉ thì mình chưa có tìm hiểu cụ thể. Để chút xíu mình sẽ tìm hiểu địa chỉ rồi mình sẽ cho các bạn xem sau. Đây. Đây cũng cây cối rất là mát mẻ nha mọi người. Cây này nó nhỏ mà trái nhiều quá, không biết trái gì. Cây mấy cây sau thì cũng lâu năm lắm rồi, cái gốc cây rất là bự, thứ hai người ôm cao, khoảng mười mấy mét đó. Đây là giảng sanh đường. Giảng đường là nơi người ta có người thân, người nhà bị mất đó, gửi để cho cốt vô đây nè mọi người. Nên đây, nhà chùa đã sẽ được nhang thờ cúng hàng ngày. Nên gọi là giảng sanh đường. Nên đây là một cái ngọn giả sơn. Thường thì dưới đây nó có hai bơm nước mà bữa nay không có nước thôi. Tượng mèo âm Bồ Tát. Và nghe chùa nghe tiếng tụng kinh rất là thanh tịnh. Các thầy đang tụng kinh làm lễ cho nên hôm nay mình sẽ không vào trong review cho các bạn xem được, các bạn thông cảm. Mình sẽ quay cái khuôn viên bên ngoài chùa của chùa Bửu Sơn cho các bạn xem thôi. Trong quay được nhưng mình có thể đứng ở ngoài quay chút chút cho các bạn xem.
trái của ngôi chùa các bạn. Từ phía đó mình, các bạn mà mê lan, từ phía mình sẽ chống mình sẽ review cái khu vườn hoa lan của chùa cho các bạn xem. Để mình quay vòng vòng công viên bên ngoài cái chùa đây là có trồng rất nhiều là cây cảnh nha các bạn. Cây kiển luôn nè, nên đây là mình kêu cây sứ quá. Kêu cây sứ. Rất là nhiều cây sứ nha các bạn. Mình cũng hay tới ngôi chùa này, có cây quýt Sima, cây ly Kima đó. Mình cho hết trái rồi. Bữa trước trái nhiều lắm. Chùa đây rất là yên tĩnh và thoáng mát luôn. Cây cối rất là nhiều. Mình cũng hay lại mấy ngôi chùa như thế này để cho nó mát mẻ. Đây rất là mát, rất là thanh tịnh nha mọi người. Dĩ nhiên mình đi chùa là sẽ nghe tiếng tụng kinh và tiếng gõ mõ rồi. Mà ngoài tiếng này ra thì không còn tiếng gì nữa. Bình thường ngoài cái giờ làm lễ thì đây rất là vắng. Mọi người chỉ nghe tiếng con trùng kêu thôi, tiếng ve kêu rồi này nọ thôi. Đây các thầy các sư đang tụng kinh. Mình không có vô trong review cái cảnh trong đó cho mọi người xem được. Ok, bây giờ mình đã ra sau khu vườn trồng lan các bạn. Đây có rất nhiều loại lan. Nếu các bạn mà gần về lan á thì các bạn chắc biết các loại thanh lan ở đây. Mình thì mình không có gần về lan, mình chỉ thích xem thôi. Đây nè, lan này có bông. Đây rất là nhiều cây hoa lan nha mọi người. Để mình đi sơ một vòng rồi mình sẽ quay ra cho các bạn xem. Có bông đẹp quá mà nằm ở trong. Rất đẹp mọi người. Có loại lan như nó rất là đẹp, để mình quay gần cho mọi người xem. Rồi bây giờ này nó có cách ngang một con mương nên mình không có đi gần vô được nha mọi người. Đấy, lan rất là đẹp. Đây có rất là nhiều lan nha mọi người. Mình thì mình không có gần gì lan lắm. Nó làm nhà lưới luôn, làm nguyên cái nhà lưới luôn. Trò chơi dạ. Quay đâu có quay người đâu, quay đồ thôi. Thank you.
Đây là chỗ người ta xin sâm nè mọi người. Xin sâm ở đây rất là đơn giản. Đây hình như không có xin keo, xin sâm. Có cái hũ sâm màu vàng vàng á. Lắc lắc rồi rớt ra cái số mùi gì. Có mấy là gạch cuốn sổ rồi mình coi rồi có giải cho nó. Quan công nãy giờ mình đã giới thiệu cho các bạn khuôn viên của cảnh chùa Bửu Sơn. Chùa này cũng không có lớn lắm các bạn, nãy giờ nó cũng nhỏ nên mình chỉ quay vòng vòng cho các bạn xem thôi. Nơi chùa nó đang tụng kinh làm lễ cho nên mình không có vô trong được. Nè, các bạn xem video nhớ bấm like hoặc chia sẻ hoặc đăng ký kênh. Có gì thắc mắc các bạn cứ comment bình luận bên dưới, mình nhận được thì mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn đưa ra về địa chỉ ngôi chùa hoặc là cái gì đó trong khuôn viên trong phạm vi mình biết thì mình sẽ đó là cho các bạn xem. Video hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Video hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Mong các bạn chú ý đón những video lần sau. Chào tạm biệt.